Chào bạn, tôi là thạc sĩ luật sư Đỗ Đăng Khoa. Hôm nay rất vui được chia sẻ với các bạn về cái chủ đề là giá đền bù đất thổ cư khi nhà nước thu hồi đất. Nội dung chính của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái quy định pháp luật về cái điều kiện được bồi thường khi mà nhà nước thu hồi đất, rồi cách tính giá đất ở, nhà ở khi nhà nước thu hồi như thế nào, trình tự thủ tục và đặc biệt là về tái định cư khi mà nhà nước thu hồi đất ở. Thì đó là cái nội dung chính tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Rồi tiếp theo thì tôi chia sẻ tiếp về cái nguyên tắc phương pháp định giá đất nói chung và phương pháp định giá đất khi mà thu hồi đất ở như sau. Điều 112 có quy định là việc định giá thì phải đảm bảo các cái nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, đó là phải theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá. Thì mục đích sử dụng đất ở đây có nghĩa là chúng ta đang chia sẻ về cái đất ở, cho nên là mục đích của khi mà định giá đất ở thì nó là phải được xem xét, đó là xem xét là cái loại đất đấy là loại đất ở, đúng không ạ? Đó thì định giá đất nào thì phải xem cái mục đích. Thì cái mục đích của cái sự việc sử dụng đất thì ở trong sổ đỏ có quy định rõ, cho nên là bạn chỉ cần dở sổ đỏ ra thì sẽ biết được cái đất nhà mình mục đích sử dụng nó đang là cái gì. Đó. Còn trong trường hợp mà chưa có sổ đỏ mà đủ điều kiện cấp thì nó sẽ căn cứ vào quy hoạch và căn cứ vào cái thực tế đang sử dụng. Ví dụ như là quy hoạch ở đó là quy hoạch là ở nông thôn và cũng đang sử dụng là nhà ở, đó thì nó sẽ được định giá theo cái đó. Thứ hai, đó là theo thời hạn sử dụng đất. Thì riêng đối với cả đất ở thì nếu mà đã là đất ở thì thời hạn sử dụng là lâu dài. Do vậy là nói chung tất cả các loại đất ở thì đều là lâu dài. Thời hạn là lâu dài. Thứ ba, đó là nguyên tắc phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất với những cái nơi mà đã có các cái phiên đấu giá. Như vậy thì cái nguyên tắc thứ hai đó là khi định giá đất ở thì phải so sánh với những cái đất ở đã chuyển nhượng trên thị trường tại cái khu vực đó, hoặc là cái giá trúng đấu giá của các cái đất ở mà ở cũng tại cái khu vực thu hồi đó. Thì đó là nguyên tắc thứ hai. Và cái này là đương nhiên. Nguyên tắc thứ tư đó là cùng một thời điểm các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng và khả năng sinh lợi thu nhập từ sử dụng đất tương tự như nhau thì phải có giá như nhau. Đấy, có nghĩa là cùng một thời điểm, đúng không ạ? Và cũng cùng là đất ở, rồi cũng cùng cùng là tương tự cái khả năng sinh lời thu nhập. Ví dụ như là cùng là mặt tiền, cùng ở một cái con đường, đúng không ạ? Thì cùng ở một cái vị trí nó tương đối như thế thì phải là có cái giá như nhau. Đấy, thì những cái nguyên tắc định giá này thì thứ nhất đó là nó là cái căn cứ để cho khi mà tỉnh ra cái quyết định về giá đất phải căn cứ vào đây để định giá. Thì cũng như là trong trường hợp mà các bạn có khiếu nại về cái giá đất khi mà bị thu hồi đất thì các bạn cũng phải dựa vào các cái nguyên tắc này để mình gọi là thu thập chứng cứ, đúng không ạ? Tìm hiểu thông tin để mình chứng minh là cái việc định giá đất nó là sai cái nguyên tắc này, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái ý nghĩa của quy định pháp luật. Và điều 114 thì có quy định về giá đất cụ thể, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì quyết định giá đất cụ thể. Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai, áp dụng các cái phương pháp định giá đất cụ thể. Căn cứ vào kết quả tư vấn xác định giá đất của cơ quan tư vấn thì hội đồng thẩm định giá đất xem xét và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để quyết định. Hội đồng thẩm định giá đất thì gồm chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm chủ tịch và đại diện các cái cơ quan tổ chức có liên quan tổ chức chức năng tư vấn xác định giá. Và giá đất cụ thể thì được sử dụng làm căn cứ để tính tiền bồi thường khi mà nhà nước thu hồi đất. Đó, như vậy thì các bạn thấy được là cái nguyên tắc xác định giá bồi thường khi mà thu hồi đất ở
thì sẽ là căn cứ là giá đất cụ thể, hay nói cách khác là cái hiểu một cách nôm na là cái giá đất thị trường này, đấy, chứ không phải là căn cứ vào bảng giá. Đấy, thì đấy là cái mà cũng trên thực tế rất là nhiều người nhầm lẫn. Đấy, nhiều người thì nhờ tôi tư vấn hỏi thì cứ nói là tỉnh là căn cứ vào bảng giá đất, do vậy là bồi thường cái giá nó rất là thấp. Đấy, tuy nhiên thì luật quy định là giá đất cụ thể, là giá được bồi, là giá được hội đồng định giá trình lên và Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, chứ không phải căn cứ vào bảng giá đất để bồi thường nhé. Đấy, thì cái chỗ này các bạn cũng phải hiểu cho nó rất là rõ. Thì như vậy thì để mà ra được cái giá đất cụ thể khi mà bồi thường đất thì chúng ta thấy được nó sẽ có 3 bước. Bước 1 đó là cái bước mà cơ quan bồi thường sẽ phải gọi là thu thập thông tin về thị trường, thu thập thông tin về giá đất lưu trong các cái cơ sở dữ liệu đất đai đó, tại cái khu vực đó. Rồi bước 2 thì mới trình lên cái hội đồng thẩm định giá. Cũng có thể có những cái tỉnh thành thì họ thuê các cái cơ quan thẩm định giá, những cái tổ chức, cái công ty định giá độc lập, rồi sau đó thì trình lên hội đồng. Đấy. Hội đồng thì thường có chủ tịch tỉnh, rồi gọi là giám đốc sở tài chính, giám đốc sở tài nguyên môi trường, những cái cơ quan chuyên môn. Và cái hội đồng thì sẽ sau khi mà đã quyết định cái giá đất cụ thể để bồi thường rồi thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra một cái quyết định về giá đất bồi thường, và căn cứ vào cái quyết định về cái giá đất cụ thể đấy thì lúc này mới triển khai xuống cho ban bồi thường giải phóng mặt bằng. Lúc này bắt đầu mới tính toán, mới nhân với diện tích, nhân với các cái loại đất của từng gia đình để mà xác định cái số tiền đấy. Thì cái con đường mà các bạn hình dung ra cái việc mà định giá đất khi bồi thường, nếu mà theo luật thì nó phải trình tự như vậy, nó cũng phải qua 4 bước. Bước 1 là thu thập thông tin, bước 2 là hội đồng định giá làm việc và quyết định giá, trình lên bước 3 là chủ tịch tỉnh ký quyết định, và từ sau khi chủ tịch tỉnh quyết định ra cái giá đất cụ thể rồi thì lúc này đến bước 4, lúc này mới áp cái giá đất cụ thể này đối với từng cái hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất, và lúc đấy nó mới ra cái phương án bồi thường gửi tới cho từng gia đình một, và lúc đó thì nó mới ra cái số tiền hoặc là số đất được đổi khi mà thu hồi đất ở. Thì đấy là các bạn hiểu rõ về cái quy trình, thì luật đất đai cũng quy định rất là rõ như thế. Và trên thực tế thì nếu mà làm được đúng theo như luật thì nó cũng khách quan, công bằng, đúng không các bạn? Tuy nhiên thì thực tế thì cũng có nhiều các cái trường hợp thì cũng không làm được đúng như là luật, hoặc là cái cách hiểu, hoặc là cái cách góc độ nhìn nhận của giữa người bị thu hồi đất với cả chính quyền nó khác nhau, dẫn đến cũng rất là nhiều những cái khiếu nại. Có thể là khiếu nại một vài người, có thể là đông người, hàng trăm người. Thì tôi cũng đã từng tham gia rất giải quyết, giúp đỡ rất là nhiều người khiếu nại khi mà bị thu hồi đất, thì thật sự là cũng rất là vất vả và rất là khó khăn. Và cũng có một số trường hợp thì gọi là thắng lợi, nhưng mà cũng có một số trường hợp thì cũng không được giải quyết. Thì đấy là cũng chia sẻ với các bạn là như vậy. Vâng, phần này các bạn thấy thế nào? Có hiểu không? Có thấy hiểu, thấy hay cái phần này không? Vâng, thì có rất nhiều câu hỏi rồi, cho nên là thực ra thì cái phần trình bày của tôi thì cũng còn một số các cái nội dung khác. Đó là khi mà thu hồi đất ở thì ngoài cái việc là nhà nước sẽ gọi là bồi thường trả lại bằng đất ở, nhà tái định cư hoặc là trả lại bằng tiền, thì còn có thể còn có những cái khoản bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng trên đất. Đó. Rồi bồi thường đối với cây trồng vật nuôi, bồi thường đối với cả chi phí di chuyển khi mà nhà nước thu hồi, và các cái khoản hỗ trợ. Hỗ trợ thì ví dụ như là
ai mà bàn giao đất sớm đất nhanh thì cũng được tiền, có nơi thì 6 triệu, có nơi thì 10 triệu, thì có rất là nhiều. Thì tóm lại về cái khi mà nhà nước thu hồi đất thì ngoài cái việc bồi thường về đất đai được trả lại bằng đất ở, nhà tái định cư hoặc là tiền, thì còn các cái thiệt hại khác về tài sản, cây trồng hoặc là phải di chuyển thì cũng được bồi thường hoặc là hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.